Dạ, con xin kính chào tất cả các cô chú trên cộng đồng mạng ạ. À, đó thì hôm nay mình cũng tiếp tục ở cái câu chuyện cặp vợ chồng phi và quy hay cô chú ha. Cặp vợ chồng ăn mày mạng mà lợi dụng cô chú, con nói cô chú ha, cũng là siêng ăn biếng làm lười lao động. Tại vì cô chú biết sao, một số khán giả của con đó là con đang phân tích, đang vạch trần cái bản mặt của gia đình trọng súng ông bà tò te, cũng là nhân vật tai tiếng, nhân vật mồi chài ăn mày mạng, thì có một số khán giả điện cho con nói: Thiên Thơ ơi, em nói lên cái cặp vợ chồng này đi, cái cặp vợ chồng này quá đáng, chị đã theo dõi rất là lâu rồi, từ lúc nó còn cái nhà cũ rồi được cộng đồng mạng cu mang, bây giờ xây nhà mới cho rồi thì thôi lo làm ăn chí thú đi. Không, vẫn mỗi ngày điện các kênh YouTube lợi quay quay rồi uống cà phê cà pháo rồi dòng dân ha, mà con nói cô chú tệ hại, nghiện rượu. Mới có ba mấy tuổi đầu mà nghiện rượu say xỉn, ngủ một cái tới chưa trời chưa chật, đâu có thu mua gì đâu, rồi mạnh thường quân cho tiền là nằm ở nhà uống rượu và ăn xài, cơm cũng không có nấu được. Có nghĩa là có những cái đặc điểm chung à, giống cái nhân vật trọng súng mà con đang phân tích đó cô chú. À, thì à, là con tìm hiểu, à, con đã thấy rất là lâu rồi, nhưng mà con tìm hiểu kỹ hơn thì là đúng là như là cái vị khán giả này nói, à, yêu cầu con ha, lên tiếng nói. Nó nói mạnh mẽ lên, vạch trần lên đó, tại vì mình không thể nào mà mình là cổ xí được cho những cái thành phần lười lao động mồi chài ăn mày mạn siêng ăn biếng làm. Con nói cô chú ai cũng còn trẻ còn sức khỏe, lợi dụng thấy có mạnh thường quân thương rồi bắt đầu làm tới, rồi càng lười càng lười, mình càng cổ xí, mình càng cho tiền nó, mình càng binh vực nó là hả, là mình hả lại 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 giúp là tiếp tay cho nó là lười biếng thêm cô chú. Bản thân phải vượt lên. Ngày xưa khi mà mới xuất hiện lên trên cộng đồng mạng cô chú là nó là một cái cặp là tai tiếng, là một vợ hai chồng. Con hỏi cô chú thử nè, một người phụ nữ, một người đàn bà đang sống trên đất nước Việt Nam, thì con hỏi cô chú mà ăn ở gì mà kỳ cục, sống hai thằng đàn ông ngủ một giường đó, rồi thậm chí có thằng con ngủ kế bên nữa, rồi ban đêm sinh hoạt vợ chồng sao, thay phiên nhau hay gì, hết thằng này tới thằng kia rồi cho thằng con nó nhìn thấy cái gì rồi mơ mốt tới thằng con luôn hay gì, phải không cô chú? Con hỏi cô chú á, là hả, người lớn rồi là phải làm cái tấm gương noi theo. Bây giờ con nhỏ đó đó cô chú, là nó có đứa con gái nữa, đứa con gái con chung với thằng chồng trước đó cô chú, đó là hả, mơ mốt nó lớn lên thì nó giống con gái mẹ nó nè. Bây giờ người ta nói gì nè, là mua heo chọn nái, mua gái chọn dòng, thì con hỏi cô chú nè, ví dụ đi á, bạn trai á, của con gái của con Quy này, à, chuẩn bị lại cầu hôn nó, thì người ta hỏi nhà ở đâu, nói ừ trời giờ mẹ đi, mẹ lên mạng mẹ gõ đi một vợ hai chồng, thì xuất hiện cái trời cái mặt trời giờ lên trên cộng đồng mạng. Rồi con hỏi cô chú thử nghĩ thử coi, à, cái bà xui nào dám làm xui với nó, không ăn ở mà con nói cô chú, hay là bày sống bày như là ha, con vật đó, con thú đó, cô chú, con chó đó, là nó sống hay là đâu phải, nó đâu phải giống con người mà đâu, nó khác con người mình. Con này lấy con kia lấy con nọ, rồi lộn xà ngầu đẻ ra con chó con lấy con chó mẹ, ôi con nó tùm lum đó, nó là cái dạng như vậy đó, mình ví dụ vậy đó cô chú. Rồi bây giờ cô chú coi đó, à, ngày nào cũng vậy, à, ngày nào cũng mồi chài cũng ăn mày lên, đã bắt đầu là than không tiền không bạc, nhà cửa có nhà có cửa, bây giờ con mình người ta cũng giúp hợp nghề, thôi mình người phụ nữ phải không cô chú, bây giờ mình sống làm sao. Ở bây giờ nhà tôi nè, tôi về tôi ở nhà tôi đó, tôi không có mê trai, tôi không có mê cái thằng nát rượu, thằng trôi sông lạc chợ nào hết trơn á, tôi về, tôi già rồi, tôi về tôi nuôi con tôi ở, mạnh thường quân người ta thấy người ta còn cho, bây giờ cho nó giúp chính đáng mình cũng ok đó cô chú, chứ không phải mình nói. Bây giờ nó về nó ăn ở đàng hoàng, nó vẫn lụm bọc mỗi ngày, rồi nó nuôi con nó đi cô chú, thì con nghĩ liền, con không nói liền, còn cái này nó quá đáng đó, nó mê trai nó bỏ con nó ở nhà. À, gọi đầu he, nó không lo cho con cái nó gì chơi gì đó, nó lo cho thằng tình nhân đó, thằng Phi bây giờ chưa gọi là chồng được cô chú đó, nó chỉ cặp thôi, trong khi còn chồng ruột luôn đó, chồng luôn ha, là cái ông Thảo gì đó mà vẫn đem cái thằng tình nhân này về ba người sống chung đó. Hỏi cô chú thử à, mình cần lên án không? Nội cái đó là nó vi phạm đạo đức đó, của người phụ nữ Việt Nam này cô chú, và vi phạm pháp luật luôn. Nó không thể nào mà ăn ở mà kỳ khôi như vậy. Rồi cái bầy con này là sao, nó lớn lên nè, có trai có gái lẫn lộn đó, rồi nó nghĩ gì về người mẹ mình đó. Bây giờ thằng Phong là thằng thằng Khôi là con của con Vi này, nó cũng lên nói luôn, nói mẹ mê trai bỏ con đó. Con hỏi cô chú thử coi, nghe đứt ruột nghe đau lòng không, mà con nó cũng mới có 15 tuổi ha, dù gì cũng chỉ là một đứa con nít
Đó, nó khờ khờ lắm, cô chú còn khôi đó, nó đẹp trai thiệt nhưng mà nó khờ khờ. Bây giờ nè, mẹ về ở với con, rồi Mạnh Thường Quân người ta thương, ở đây giúp vốn làm ăn này nọ cũng được đi cô chú, mình không nói. Đó là hợp tình, hợp lý phải không? Còn này, đi theo người ta ra ngoài thuê nhà trọ, phải nuôi cái thằng kia nát rượu ăn ở không. Sáng cái đầu phải đi lụm, lụm ve chai được 20-30 ngàn này nọ ha, rồi có chút xíu đó cô chú gọi đầu sao? À, đầu ha là hẹn hẹn các kênh YouTube lại quay ha, quay rồi ha ngồi nói chuyện mâm trên, con nói với cô chú nói chuyện thiên khơi không à ha, là cái dạng siêng ăn biến làm thích thể hiện, con nói cô chú gì đó thích thể hiện nói chuyện hả trên trời dưới đất không ha, con hỏi cô chú thử coi cái thằng kia đó là thanh niên khỏe mạnh mà sao mà nó ha, đợi chờ tiền của Mạnh Thường Quân, mỗi lần lên là bắt đầu là than than kể khổ kể này kể nọ đó cô chú, để người ta thương hại, người ta cho tiền nhà trọ, nó cũng cho 6 tháng đó, rồi ăn nằm nằm ngủ tối ngày không gà. Con nói cô chú nghe nói hay là cả chục ngày rồi ra nhà trọ ở, cả chục ngày rồi đi làm có 2 ngày hà, còn còn đâu 8 ngày 10 ngày gì thì hết mẹ, rồi ăn ngủ không không làm gì hết, cái núi còn lở nó cô chú. Đặc biệt cái cặp vợ chồng này à, con nói cô chú ha là hả nó tệ. À, nó tệ là không có phải nuôi con nhiều. À, thằng bé Khôi bây giờ nó đâu cần mẹ nó nuôi đâu, mẹ nó tối ngày mê chai đi theo chai rồi. À, rồi đầu ha bỏ nó bơ vơ nó tự sống lên nó vậy đó. Còn người mẹ này đi lo cho người ta, lo cho thằng tình nhân nát rượu, một cái thằng dạng lười mà con nói cô chú nghe nói dốc nói láo ha, nói ha chối son sỏng vậy đó. Sáng là nội mình coi cái clip không là nó lờ đờ, mắt nó lờ đờ, nó mơ mơ màng màng, cô chú là biết nó xỉn rượu rồi. Hỏi nó uống rượu chưa, à, nó đâu có uống đâu hà này nọ vậy đó. Thiện hồi đi về thì ngủ mẹ xỉn mẹ ai cô chú, mà con hỏi cô chú á, thấy rõ ràng rồi đó, còn gì nữa mà chối, ai mà không biết giọng uống rượu rồi. Cô chú coi đó, toàn là thành phần lười biếng, lười lao động gì không mà siêng ăn nhát làm không mà trục lợi ha. À, lợi dụng tình thương của cộng đồng mạng à, rồi à, diễn diễn tiếp tục hổng gài của chú coi đó, người ta gửi tiền về ăn rồi không có chịu đi làm, không chịu đi mua đi lụm gì hết, thì Mạnh Thường Quân hổng gài người ta cắt người ta không cho nữa, thì bây giờ diễn hai đứa nó tiếp tục diễn của chú. Hôm nay hai đứa ha là nó hả đẩy xe giả bộ đi thu mua phế liệu đi lụm đồ này nọ, làm để đối phó, làm để cho Mạnh Thường Quân thấy hai đứa này nó cũng nghe lời, nó cũng lo làm ăn này nọ, nhưng mà tại vì làm ăn thất bát, làm ăn không đủ cho nên mình cho thêm đó, là nó trông đợi vào sự bố thí của cộng đồng mạng của Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đó cô chú. Mục tiêu của tụi này là nhắm vào Mạnh Thường Quân ở nước ngoài không à nghe, chứ không phải là nhắm vào hả các đối tượng là ở Việt Nam mình đâu cô chú, nhắm vào Mạnh Thường Quân nước ngoài không, lên là chào là Mạnh Thường Quân nước ngoài không. Một số ý kiến của khán giả là cô chú con đọc lên đó, tại vì có một số khán giả người ta cũng nói là có những kênh đó là quay nhưng mà không đọc cái lời mà bình luận của khán giả, thì con là con cũng đọc lên để cho một số cô chú nghe và hiểu hơn. À, vậy cái cặp đôi này không phải riêng gì bản thân tụi con nói không đâu cô chú, mà khán giả người ta cũng rất là bức xúc. Là thì một vị khán giả là người ta bình luận gì nè cô chú, người ta nói nè hai đứa này đang diễn hay quá mọi người ơi, nói biết Mạnh Thường Quân không còn giúp giúp đỡ cho hai đứa, thành ra con Quy nó kêu thằng Phi á, là đi mua để lấy lòng. À, để lấy lòng Mạnh Thường Quân gửi tiền về tiếp cho hai đứa nó nữa, rồi nó nghỉ tiếp, có nghĩa là khi mà có tiền rồi là đầu là sáng cà phê, trưa cà phê, chiều cà phê, tối đi chơi, rồi cơm hộp ngày 2-3 cử, sáng ăn sáng tối ngày thấy ngồi quán xá cà phê và ăn sáng không à cô chú. À, bây giờ mình ăn đi, mình cũng né ống kính tí xíu đi phải không, mình nổi tiếng quá, mình tự cho mình là người nổi tiếng thì thôi mình né đi, mình vuốt mặt nể mũi Mạnh Thường Quân người ta cho mình á, thì người ta làm đồng tiền rất là cực khổ thì thôi. À, mình có ăn gì đó thì thôi mày, tụi bay đừng có quay á, mày quay những cái đoạn phim có giá trị này nọ đi, còn đâu cô chú thấy không đó, lên nó cà lơ phất phơ giỡn mặt không, nó hả nó làm ha, con nói cô chú ha là như là nó coi thường mình vậy đó cô chú. Cái đầu có những lúc nó quạo lên, nó nói ai cho thì cho còn không cho thì thôi, nó đâu có xin đâu, tại vì tự cho mà bây giờ lên án nó này nọ là về nó quá bức xúc. Trời ơi con nói cô chú nha, bởi vì anh nói làm sao nghèo, mình không phải khi dễ những người nghèo, nhưng mà con nói với cô chú nghe cách nó phát ngôn và nghe nó đáp trả lại Mạnh Thường Quân thì thôi mình thấy nó quải luôn rồi cô chú. Nói chung cũng chẳng ra gì đâu cô chú ơi, chẳng có biết điều biết gì đâu. Thằng Phi với con Quy này là con nói cô chú ha, mấy tháng nay rồi
Đó, là cộng đồng mạng người ta cũng lên án rồi, tại vì chỉ có kênh YouTube quay thôi, không có kênh YouTube phản biện cái cặp vợ chồng này, cho nên á khán giả người ta không nói được. À, rồi một một khán giả nữa là nói gì nè cô chú, tôi xem thấy bình thường, không có gì phải đáng nói với hai đứa này, vì này cái màn kịch này nó diễn hoài ai mà không biết. À, có nghĩa là khi hết tiền thì đem ra diễn. À, rồi có tiền rồi ăn chơi ăn xài sang, không cần nấu cơm đi chơi đó, đi sáng đêm luôn. À, gọi đầu hả, hết tiền lại tiếp tục diễn đó, mạnh thường quân hay con đó cô chú ha. À, là người ta cho đó, người ta thương hại thôi đó, mà bây giờ là giết rồi hả, làm người ta cũng nản rồi, giờ không ai đâu mà cho nữa. Nhưng mà vẫn còn đâu đó một số khán giả, một số mạnh thường quân người ta không hiểu cô chú nha, tại vì đa số là toàn là binh tụi nó không không có lật mặt. À, cho nên là có một một cái gì đó là nó chưa có lan tỏa rộng rãi, cho nên người ta vẫn còn giúp đỡ nhưng mà lay gai đó. Thì cho nên cô chú nào có cùng cái quan điểm với tụi con, vạch mặt những kẻ lười biếng siêng ăn biếng làm này để cho cộng đồng mạng người ta biết, người ta né, thì vào đăng ký kênh ủng hộ tụi con bằng cách share và like nha cô chú nha, để cho tụi con có cái động lực. À, làm có người người coi có người nghe này nọ thì mình càng là phấn khích hơn, phải không cô chú, mình là nói càng 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 nhiều hơn. Rồi một số ý kiến của khán giả là nói gì nè cô chú, là chắc được một bữa, tức là thằng Phi nó làm biếng rồi con Quy này nó cũng làm biếng, con Quy thì nó lụm đó, sáng nó đi hay vài tiếng đồng hồ của nó đảo về, nó đi bằng chiếc xe đạp vậy đó, đâu có bao nhiêu đâu cô chú, bao nhiêu tiền đâu, vài chục ngàn ha. Đó, rồi còn thằng Phi thì ở nhà nó ngủ thuốc ngày 2 gói, cơm thì ngày 2-3 bữa đều đều, rượu ngày 2-3 bữa đều đều, rồi thậm chí đi chơi nữa. Trời ơi, những cái thú vui của những cái cặp vợ chồng này ha, con nói cô chú chẳng khác gì là đại gia đâu. Tối ngày ngồi quán xá cà phê không, chẳng có thấy nó làm con mẹ chứ mà thấy ngồi quán cà phê không. Nè, diễn cho mạnh thường quân, cho tiền lúc nào cũng thấy quán ngồi quán cà phê đó. Đó là một ý kiến của khán giả nữa, tức là bây giờ con đọc từ trên xuống dưới cho cô chú nghe, chỉ có 5 khán giả thôi đó, là cô chú thấy không, hết 4-5 cái bình luận là phê phán cặp vợ chồng lười này. Tiếp theo là hai cái ý kiến của khán giả nó cô chú lên án cái cặp Phi Quy này đó, là nó nói là vị khán giả này nói là ở nơi tôi cũng người ta cũng đi mua ve chai nhưng mà mỗi người đi một ngã, tại vì đó là người ta làm thật sự để kiếm ăn kiếm cơm cô chú, cho nên là hai vợ chồng thì đã tẻ ra hai hướng chứ không phải mà như cái kiểu hai đứa này đâu, là đi đâu cũng dính chặt cả đôi. Không hiểu mua ve chai cái kiểu gì mà tối ngày ngồi vô quán không, còn người ta đi mua ve chai thật sự là người ta đem nước theo uống cô chú, đúng. Cái vị khán giả này ha nói rất là chính xác nha cô chú nha, chỉ có cái tụi này nè là hả nó diễn cho chúng ta coi, cho nên lúc nào cũng có đôi có cặp, và cô chú thấy rồi đó, mỗi lần như vậy thì tiện tiện để cho YouTube khỏi cần phải đi kiếm xa. Bây giờ con hỏi cô chú nè, nó đi ở đâu, nó đi ở đâu ngoài cái chỗ mà cô chú thấy nó ngồi trên chỗ chùa uống nước không, có đi làm mẹ đâu, đi lụm mẹ gì đâu đó. Sáng ví dụ như là tôi hôm nay tôi hẹn cái kênh YouTube này 10 giờ sáng thì ở đầu 7-8 giờ nó thức đó, nó chạy đi gì đó, nó chạy đi nó lụm nó đảo một vòng vậy rồi nó tới đó để có những cái thước phim gì, có những cái ve chai đó để nó quay lên cho YouTube quay lên đó, là quay xong rồi tới giờ đi về mẹ rồi vậy đó cô chú. Mỗi ngày là nó vậy đó, lên để mồi chài chứ không có phải là đi kiếm ăn như người ta đâu cô chú. Thì con hỏi cô chú nè, mình giúp làm chi cái lỗi đó. Rồi một vị khán giả này đó, cũng bình luận rất là hay nha cô chú nghe, nói nè, cặp đôi cùng cảnh kẻ nghiện rượu đó, đứa thì nghiện đó, nói chung là cái con kia là nó nghiện đàn ông đó cô chú đó, được 2-3 bữa lại diễn tiếp, mèo vẫn hoàng mèo, nát vẫn hoàng nát, tiêu xài hết tiền của mạnh thường quân rồi bán tí vàng, rồi đến khi hết là sung rụng, là nằm đợi sung rụng, đợi có ai rụng về nó hả họng nó ăn nữa chứ không có tự đi làm cô chú. Chỉ còn nước đó là giặt găng đi rồi đổi đồ ăn đó, là người ta nói đến nỗi như vậy đó cô chú. Khán giả này nói chung đó là người ta quá bức xúc người ta mới lên tiếng cô chú ơi. Ngày xưa người ta cũng ủng hộ khi thấy hoàn cảnh khó khăn thì thôi cũng được đi.
Bây giờ dư ăn dư để, nhà cao cửa rộng sạch sẽ rồi. Trời ơi, bây giờ mình cô chú chưa chắc gì mình có tiền, mình có cái ngôi nhà 200-300 triệu như cái nhà của con Vi nữa, đẹp đó. Thì thôi, nhà cửa không cần phải lo, bây giờ chỉ xiên tí xíu tự làm tự ăn, đâu có phải dựa dẫm vào mạnh thường quân hoài phải không cô chú? Người ta giúp đỡ mình một cái giai đoạn nào đó rồi người ta cũng còn giúp người khác nữa đó. Mấy cái tụi này nó lợi dụng cái điểm đó đó cô chú, lại đầu nó chẳng có chịu đi làm gì hết. Rồi một một bình luận của khán giả nữa là cô chú đó, thì bình luận cách đây mới 12 phút thôi. Mọi người chờ xem được mấy ngày nè, làm cho mạnh thường quân thấy thương, cho tiền ăn rồi nghỉ tiếp đó. Đó là hai cái ý kiến của hai vị khán giả nghe cô chú nha. Bán bấy nhiêu tiền phế liệu không biết, hai ông bà lì được hay là hai cái ông bà này nè cô chú, hai ông bà là nói là con Vi với con Phi này ha. Là ăn xài rồi, ăn xài sang chảnh này, là ăn xài vài trăm mà ngàn ngày rồi đó, mà đáng bán đi lượm phế liệu chút xíu vậy hả, không biết bán được bao nhiêu. Không được ngày thứ hai đâu, mọi người chờ xem đó. Đó là ý kiến của bốn vị khán giả, con đọc bốn câu liên tiếp đó cô chú thấy không, tức là nãy giờ con đọc khoảng 10 cái tin từ trên xuống dưới là bình luận của khán giả, thì là hết 10 người cô chú không ai khen một tiếng, không ai ủng hộ. Tại vì cái lỗi mà làm biếng mà cô chú thì mình không chấp nhận được đó, cho nên mình cần phải lên án cô chú nha, mình cần phải lên án gay gắt vạch trần cái bản mặt của thằng Phi với con Quy này, nó lợi dụng tình thương của cộng đồng mạng để nó trục lợi. Dạ thôi thì cái clip hôm nay thì con làm đến đây thôi nghe cô chú, con hẹn cô chú vào clip sau đi. Thì cái kênh của con là con sẽ vạch mặt đó, cái cặp Phi Quy này mỗi ngày, thì cô chú nhớ vào xem ủng hộ. Mà nếu mà cô chú là có quan tâm về cái cặp đôi Phi Quy này ha, và đồng thời là con cũng đang lên án một cặp vợ chồng trọng súng mà 4 năm nay rồi cũng lười biếng y gan cặp vợ chồng của Quy Phi. Thì cô chú nào làm thích xem trọng súng thì con cũng làm clip xen kẽ trọng súng và Quy, Quy và trọng súng gì đó, thì cô chú ủng hộ con thì vào kênh Thiên Thơ đăng ký để cô chú theo dõi kịp những cái video mà con ra mỗi ngày ha.